Xin chào anh chị và các bạn. Với khát vọng nâng cao nhận thức và năng lực tài chính của người Việt Nam, AssetFin xây dựng kênh YouTube Tự do Tài chính là nơi để chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm mà chúng tôi rút ra từ câu chuyện của các khách hàng tại AssetFin và những câu chuyện thực tế mà chúng tôi sưu tầm. Chuỗi nội dung mà chúng tôi chia sẻ sẽ xoay quanh 5 vấn đề trong quản lý tài chính cá nhân, kèm theo đó là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải trong mỗi lĩnh vực, đó là kiếm tiền hạnh phúc, tiết kiệm kỷ luật, chi tiêu thông thái, bảo vệ thông minh và đầu tư hiệu quả. Và bài ngày hôm nay, xin mời anh chị và các bạn đón nghe câu chuyện về công tử Bạc Liêu và cùng chúng tôi rút ra bài học về quản lý tài chính với thế hệ sinh ra trong giàu có. Nghe danh công tử Bạc Liêu, đốt tiền đun trứng tỏ ra mình giàu. Câu hát này thể hiện rõ sự giàu có vượt trội của công tử Bạc Liêu hay gia thế của dòng họ Trần Trinh, giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ. Tuy nhiên, bạn có tò mò về những câu chuyện tương tự như giai thoại trên về công tử Bạc Liêu đã sử dụng số tài sản kếch xù ra sao? Con cháu thế hệ sau này của gia tộc Trần Trinh thế nào? Với ước tính tài sản trong tay lên đến hơn 200.000 hecta đất, vừa là ruộng lúa, vừa là ruộng muối, quỹ đất gấp 3 lần so với diện tích đất nước Singapore, hay nếu quy ra vàng thì tương đương khoảng 5 tấn vàng. Và cùng với công việc kinh doanh rất phát đạt thì tưởng chừng như khối tài sản đó con cháu vừa làm vừa ăn mấy đời cũng không hết. Vậy mà chỉ trong khoảng 40 năm, số tài sản đó đã hoàn toàn bốc hơi. Con trai của công tử Bạc Liêu, thế hệ thứ 3 của gia đình đã nói: "Ông tôi là người làm ra tiền, ba tôi là người xài tiền, đến đời tôi lại là người kiếm tiền." Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu câu chuyện dưới đây. Ông Trần Trinh Huy, sinh năm 1900 và mất năm 1974, hay còn được gọi là Ba Huy vì cậu là con trai thứ 3 của ông Trần Trinh Trạch. Gia đình của ông Huy được coi là gia đình giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh lúc bấy giờ. Trong đó thì cậu Ba Huy được cha mẹ yêu thương nhất và cũng là người sáng dạ nhất. Vì vậy, cha mẹ ông quyết định cho ông sang du học bên Pháp thay vì lên Sài Gòn học trường Tây. Cốt với mục đích là cho Ba Huy học Pháp, là thà để con có một bụng chữ còn tốt hơn là mấy trăm mẫu đất. Nhưng thay vì học hỏi kiến thức khoa học như cha mẹ kỳ vọng thì cậu Huy lại chỉ thích học những thú vui ăn chơi ở phương Tây như lái máy bay, lái xe, nhảy đầm hay nhảy tango. Sau 5 năm du học trở về, với thành tích chưa tốt nghiệp trường Pháp nhưng cậu Huy lại thành thạo tất cả những kỹ năng kể trên. Cuối năm 1926, chàng trai 26 tuổi Trần Trinh Huy kết thúc chuyến du học về nước. Cậu Ba Huy được kỳ vọng sẽ tiếp nối gia sản của ông Trạch. Nghe tin con mình về nước, ông hội đồng Trạch vui mừng thân Trinh cùng vợ lên Sài Gòn đón cậu Ba về. Khi lên Sài Gòn, ông hội đồng Trạch cầm túi sách nhà quê, mặc áo bà ba và mang đôi dép Lào vào tiệm bán xe hơi sang trọng nhất Sài Thành lúc bấy giờ. Ban đầu, nhân viên ở đây cười cái chất nhà quê lôi thôi của ông già sách giỏ sách, lựa xe hơi này. Nhưng khi ông hội đồng Trạch bảo lấy chiếc xe hơi đời mới nhất, mắc nhất là chiếc Peugeot hiện đại lúc bấy giờ ra và mở ra những cọc tiền mặt thì đã làm cho nhân viên bán xe ở đây phải trố mắt nhìn. Cậu Ba Huy khi gặp cha đã lập tức trổ tài lái xe của mình. Cậu lái xe với vận tốc gần 100 km/h từ Sài Gòn về Bạc Liêu. Về đến nhà, ông hội đồng Trạch lúc đó mở tiệc lớn chiêu đãi tất cả mọi người. Lúc ấy hàng nghìn vị khách, là quan lớn, bá hộ giàu có ở Nam Kỳ đều đến dự tiệc chúc mừng. Từ ngày đầu tiên trở về nước cũng chính là ngày đầu tiên của những chuỗi ngày ăn chơi khét tiếng của vị hắc công tử. Trong đó phải kể đến việc ông dành 3 tháng làm một chuyến du ngoạn từ Nam chí Bắc bằng chính chiếc xe Chevrolet mà ông hội đồng Trạch mới mua. Trong chuyến đi xuyên Việt này, Ba Huy có dịp xài tiền như nước, ước tính lên đến vài triệu đồng Đông Dương lúc đó với tương đương gần 10 kg vàng. Ba Huy còn thuyết phục cha cho mua máy bay. Việc mua máy bay theo công tử nói là thăm ruộng lúa, nhưng chủ yếu là để thỏa mãn cái thú ăn chơi của mình. Một lần bay qua thăm điền Rạch Giá, công tử Bạc Liêu hứng chí tranh lái với phi công Pháp, bay ra biển Hà Tiên chơi. Cứ mải miết cho đến khi kim báo xăng báo không còn nhiên liệu, buộc lòng Ba Huy phải đáp khẩn cấp. Xuống đất, Ba Huy mới hoảng hốt biết mình đã lọt sang tận nước Xiêm. Trần Trinh Huy bị nhà nước Xiêm bắt giữ và phạt đến 200.000 dạ lúa, tức khoảng hơn 4.000 tấn lúa. Ông hội đồng Trạch phải điều một đoàn ghe chở lúa thật dài qua tận Xiêm để chuộc quý tử về. Công tử Bạc Liêu cũng sở hữu chiếc xe Peugeot thể thao, loại xe lúc đó cả miền Nam chỉ có 2 chiếc.
một chiếc là của công tử, còn một chiếc là của vua Bảo Đại. Không chỉ sắm siêu xe, Ba Huy còn sắm luôn cả cano để lướt sóng trên các sông rạch miền Tây, vốn chỉ toàn xuồng chèo tay. Công tử Bạc Liêu còn được kể lại với thói đam mê cờ bạc, có những trận bài của cậu trị giá hàng nghìn dạ lúa. Ngoài thói quen ăn chơi khét tiếng, người ta còn nhớ đến công tử Bạc Liêu bởi lối sống đa tình phóng túng. Công tử Bạc Liêu còn được gọi là Hắc Công Tử để phân biệt với Bạch Công Tử là Lê Công Phước, con trai của đốc phủ Lê Công Sủng thuộc tỉnh Mỹ Tho. Cuộc thi đấu khoe tài thì ít mà khoe tiền thì nhiều giữa vị Hắc Công Tử và Bạch Công Tử trong việc tranh giành người đẹp cũng tiêu tốn của Trần gia hàng chục kg vàng. Theo đó, để chinh phục cô Ba Trà, cậu Ba Huy đã tặng từ quần áo hàng hiệu, dây chuyền, nhẫn hột xoàn, thậm chí cả nhà cửa, xe hơi. Ước tính giá trị tài sản đem tặng khoảng 40-50 kg vàng. Nhưng rồi cũng không có được trái tim người đẹp. Rồi từ việc chinh phục người đẹp Trần Há mà giai thoại Hắc Công Tử đốt 100 đồng để tìm tờ 5 đồng của Bạch Công Tử xuất hiện. Có một giai thoại nữa về việc đốt tiền để nấu nồi chè đậu xanh giữa hai vị công tử. Tuy nhiên, theo lời của ông Trần Trinh Đức, thì lúc còn sinh thời của công tử Bạc Liêu, ông Đức đã từng hỏi cha về giai thoại đốt tiền nói trên. Công tử Bạc Liêu xác nhận với con, có chuyện đốt tờ giấy bạc làm đuốc trong giáp hát, còn chuyện thi đốt tiền nấu chè đậu xanh thì đúng là Bạch Công Tử có thách thức thật, nhưng công tử Bạc Liêu đã từ chối khéo. Công tử Bạc Liêu nói với con, để tiền chơi gái còn sướng hơn, chứ tội gì phải đốt cả đống tiền để nấu chè. Chưa biết chừng, Tây nó nghe chuyện, nó bắt bỏ tù cũng nên vì tội hủy hoại nhiều giấy bạc. Chính vì câu nói này cũng đã cho thấy sự phóng túng trong tình trường của ông. Cậu Ba Huy có 4 người vợ và rất nhiều người tình bên ngoài. Ông cũng là người đầu tiên tổ chức các cuộc thi hoa hậu miệt vườn ở miền Nam vào thời điểm đó, và hầu hết những hoa hậu, á hậu sau đó thì đều là nhân tình của ông. Người vợ cuối cùng thì cũng kém ông đến 50 tuổi. Giàu có là thế, ăn chơi khét tiếng là thế, thế nhưng về già thì công tử Bạc Liêu cũng khó khăn và gia sản của gia tộc Trần Trinh cũng bị khánh kiệt dần. Năm 1975, sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, thì cũng là lúc con cháu của công tử Bạc Liêu lâm vào cảnh túng thiếu, anh em ly tán. Như vậy, chỉ trong hơn 40 năm, gia sản của gia tộc Trần Trinh tương đương với hơn 130.000 lượng vàng đã tiêu tán hết, và gia sản để lại cho con cháu chỉ là vài căn phú lầu. Đời con của ông Huy là ông Trần Trinh Đức gần như đã không còn gì, ông chỉ chạy xe ôm kiếm sống qua ngày. Ngày nay khi tuổi đã cao, ông trở về quê nhà, trong ngôi nhà được nhà nước cho mượn, không lương hưu. Hàng ngày ông bán sách và tiếp khách du lịch trong tại chính ngôi nhà của cha ông để lại. Nơi này ngày nay là một địa điểm tham quan du lịch do nhà nước quản lý. Công tử Bạc Liêu được thụ hưởng thành quả lao động của cha mẹ, lớn lên ngậm thìa vàng. Ông là thế hệ giàu có mà không cần phải nỗ lực để có được. Vậy nên chỉ xét riêng về nghị lực đã yếu kém hơn thế hệ trước. Đời các con của ông cũng không biết quản lý tài chính và do vậy tài sản cũng dần bị tiêu xài hết. Theo AZFIN, có 3 nguyên nhân chính khiến cho tài sản của công tử Bạc Liêu và gia tộc Trần Trinh khánh kiệt như sau. Một là chi tiêu phóng túng để thỏa mãn thú vui. Cậu Ba Huy mua nhiều tiêu sản để thỏa mãn thú vui, đẳng cấp của mình thay vì sắm tài sản để làm ăn. Đó là những chiếc ô tô đời mới nhất, là những chiếc máy bay, cano. Đồng thời, ông còn sẵn sàng chi tiền cho các nhân tình. Những thứ chi tiêu này khác hẳn với vòng tròn tích lũy tài sản liên tục của người cha là ông Trần Trinh Trạch. Hai là chưa có tầm nhìn và chiến lược để phát triển tài sản. Thay vì tập trung làm ăn, phát triển kinh tế gia đình như cha mẹ kỳ vọng, thì cậu Ba Huy lại thuê một người làm quản lý tài sản thay để dành thời gian và công sức cho các cuộc vui. Thuê người quản lý gia sản là một suy nghĩ tân tiến thuở bấy giờ. Nhưng điểm sai ở đây là cậu Ba Huy lại ỷ vào đó để bỏ bê công việc kinh tế trong gia đình. Biến động chính trị cũng có tác động đến lượng tài sản nắm giữ của gia tộc Trần Trinh. Thế nhưng không thể phủ nhận sự ăn chơi và yếu kém trong việc quản lý tài sản đã dẫn đến một kết cục đầy tiếc nuối của gia đình giàu có nhất Nam Kỳ lục tỉnh. Ba là, trong sự lụi bại của gia tộc Trần Trinh có một phần nguyên do đến từ việc giáo dục và phương pháp dạy dỗ con của thế hệ giàu có đầu tiên là ông Trần Trinh Trạch. Ông tin tưởng con nhưng lại nuông chiều con. Ông đầu tư cho con nhưng lại thiếu đi sự kèm cặp. Có thể thấy, dù là người sinh ra giàu có hay là người nghèo bỗng nhiên giàu có, thì nếu mắc phải những sai lầm trong quản lý tài chính thì đều dẫn đến một kết cục giống nhau.
Josephine đã có bài chia sẻ về nguyên nhân của những người nghèo trúng số lại hoàn nghèo. Và chúng tôi có để link trong phần mô tả cho anh chị nào có quan tâm tới. Như vậy, chúng ta đã đi qua câu chuyện của công tử Bạc Liêu. Và từ câu chuyện này, chúng ta đã rút ra được 3 nguyên nhân dẫn đến sự suy tàn của dòng họ Trần Trinh. Chúng tôi hy vọng rằng từ bài học về công tử Bạc Liêu và gia tộc Trần Trinh sẽ giúp ích cho anh chị, đặc biệt là những gia đình có điều kiện về kinh tế, tương lai sẽ chuyển giao tài sản cho con, có hướng giáo dục và phương pháp giáo dục phù hợp cho thế hệ trẻ. Cảm ơn anh chị và các bạn đã đi cùng Josephine đến những phút cuối cùng của bài chia sẻ ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ có video mới vào mỗi tối thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Hy vọng với những kiến thức thực tế này sẽ giúp anh chị và các bạn, đặc biệt là những anh chị đã có con, rút ra những bài học hữu ích cho bản thân, người thân, đặc biệt là cho thế hệ trẻ trong tương lai. Qua đó giúp tài chính mỗi gia đình trở nên thịnh vượng, Việt Nam của chúng ta trở nên hùng cường.